Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Chúng tôi rất vui được trở lại cùng quý vị qua chuyện đời, chuyện đạo. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào anh Cư. Chào Liên. Kính thưa quý vị, mùa chay đã sắp kết thúc. Trong suốt mùa chay, chúng ta được mời gọi ăn năn sám hối và quay trở về với tình thương của Thiên Chúa. Nhưng một điều khiến tôi thật suy nghĩ sau khi nghe Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ với người Công giáo trong một buổi thuyết trình trước giờ kinh truyền tin vào Chủ nhật ngày 24 tháng 3, 2019 tại Vatican. Ngài nói, lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một việc dẫn chúng ta đến sự lười biếng tâm hồn, nhưng đòi hỏi một tấm lòng đáp trả chân thành từ những người muốn sống trong thánh thiện. Mặc dù đôi khi đời sống của chúng ta biểu hiện sự khô khan, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn và cho chúng ta cơ hội thay đổi để trở nên hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, cơ hội hoán cải không phải là vô hạn. Chúng ta có thể cậy dựa rất nhiều vào lòng thương xót của Chúa, nhưng đừng lạm dụng nó. Chúng ta không được biện hộ cho sự lười biếng tâm hồn, mà nên cố gắng nhanh chóng đáp trả với lòng thương xót này bằng sự chân thành của trái tim. Kính thưa quý vị, trong buổi thuyết trình của mình trước giờ kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về lời kêu gọi hoán cải như được mô tả trong câu chuyện dự ngôn về cây vả trong bài tin mừng cùng ngày. Ngài nói, Thiên Chúa là Cha và người không dập tắt ngọn lửa yếu đuối, nhưng đồng hành, chăm sóc những người yếu đuối để họ được củng cố và biết mang tình yêu của họ đến với nhân loại. Đặc biệt mùa chay là thời gian mà Chúa mời gọi con cái của mình hoán cải. Mỗi người trong chúng ta phải cảm thấy bị thúc bách bởi lời kêu gọi này. Sửa đổi một điều gì đó trong cuộc sống, cách suy nghĩ, hành động và mối sống tương quan với người khác. Đức Thánh Cha chia sẻ thêm, chúng ta có thể nghĩ, trong mùa chay này, tôi nên làm gì để đến gần Chúa hơn? Thêm vào đó, đừng nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi trong mùa chay năm tới. Vì không ai được bảo đảm rằng ta sẽ sống thêm một năm nữa. Thật vậy, sự sống của con người tùy thuộc vào Thiên Chúa. Những gì chúng ta muốn làm thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Đừng chờ ngày mai. Xin Thiên Chúa ban cho mỗi người ơn cần thiết để can đảm trở về trong tình thương của Ngài, đặc biệt trong mùa chay thánh này. Thưa quý vị, theo bản tin của Đài Vatican, hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 3, 2019, lúc 5 giờ chiều giờ Roma, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự nghi thức thống hối khai mạc truyền thống 24 giờ cho Chúa, một sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, diễn ra hàng năm vào thứ Sáu và thứ Bảy trước Chủ nhật thứ Tư mùa chay. Chủ đề cho lần thứ Sáu của 24 giờ cho Chúa năm nay được lấy từ tin mừng Thánh Gioan. Tôi cũng không lên án chị đâu. Trong ngày này, cùng với việc chầu thánh thể, cầu nguyện riêng và hoán cải cá nhân, người tín hữu được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu, đấng không giống đám đông tụ họp để phán xét và kết án chị phụ nữ bị bắt gặp ngoại tình. Nhưng Ngài đã tỏ cho chị lòng thương xót vô hạn của Ngài như một cơ hội để đón nhận ân sủng và cuộc sống mới. Như Đức Thánh Cha Francisco nói trong tổng thư Misericordia et misera,
Bí tích hòa giải cần tái khám phá vị trí trung tâm của nó trong đời sống Kitô hữu. Một cơ hội tuyệt vời cho điều này là 24 giờ cho Chúa. Một cử hành gần Chủ nhật thứ tư mùa chay. Sáng kiến này đã làm tại nhiều nơi trong nhiều giáo phận, đã mang lại cho những giá trị lớn lao để cảm nghiệm sâu xa về bí tích xưng tội. 24 giờ cho Chúa mời tất cả thế giới chìm mình vào lòng thương xót của Chúa. Nghi thức thống hối với Đức Thánh Cha Francisco tại Đền thờ Thánh Phêrô bắt đầu sáng kiến này và bắt đầu từ Roma, trở thành tiêu điểm của mùa chay tại các giáo phận trên toàn thế giới, ao ước muốn hiệp thông thiêng liêng với Đức Thánh Cha để tạo cơ hội cho một kinh nghiệm cá nhân về lòng thương xót của Chúa. Tại trang mạng của Hội đồng Tòa Thánh, tái truyền giảng tin mừng có tập sách cho buổi cử hành bằng các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Ba Lan. Tương tự, các giáo phận, giáo xứ, các cộng đoàn tu trì, đền thánh, các phong trào, các hiệp hội giáo dân và nhóm cổ võ tái truyền giảng tin mừng có thể sử dụng mẫu trên trang mạng để báo cáo thêm những sáng kiến riêng của họ về 24 giờ cho Chúa. Trong một xã hội mà con người ngày càng bận rộn với chuyện cơm, áo, gạo, tiền, mỗi tuần dành một tiếng đồng hồ tham dự thánh lễ đã là xa xỉ với một số người, thì sáng kiến 24 giờ cho Chúa có vẻ như khó thực hiện. Tuy nhiên, nếu chỉ dành thời gian để kiếm sống, lo cho đời thường được ấm no mà quên chăm lo cho đời sống tâm linh, thì đến một lúc nào đó, e rằng chúng ta không có đủ sức lực, đủ năng lực để bước tiếp trên hành trình đầy thách đố của thế giới hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành với mỗi người, để chúng ta biết dành thời gian tĩnh lặng trong ngày mà trò chuyện với Thiên Chúa, và cảm nhận tình thương của Ngài dành cho mỗi người, để rồi biết sống xứng đáng hơn là một Kitô hữu. Một bản tin đăng trên CNA vào tuần qua cho biết, trong khi nhiều tiểu bang đang cứu xét về luật trợ tử, thì các nhà hoạt động trợ giúp người khuyết tật đang lên tiếng và nói rằng các dự luật này thật là nguy hiểm, dẫn đến hậu quả không lường trước được, khiến cuộc sống của những người khuyết tật có thể gặp khó khăn. Các nhà lập pháp tiểu bang Connecticut hiện đang cứu xét dự luật HB 5898, An Act Concerning Aid in Dying for Terminally Ill Patients, tạm dịch là đạo luật trợ tử cho bệnh nhân mắc bệnh nan y. Dự luật này cho phép các bác sĩ cho toa thuốc để giúp những người mà bác sĩ chẩn đoán là chỉ còn có thể sống được dưới 6 tháng được tìm cái chết cho mình. Bệnh nhân sẽ được phép tự dùng thuốc khi muốn kết thúc cuộc sống của họ. Dự luật HB 5898 được mô phỏng theo luật trợ tử của tiểu bang Oregon, nơi ban hành luật này đầu tiên tại Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019, các thành viên của Ủy ban Y tế Công cộng tiểu bang đã nghe những chứng từ của cả hai nhóm ủng hộ và phản đối dự luật. Cô Kathy Lublin, một trong những người lãnh đạo của nhóm Second Thought Connecticut, dịch là ý kiến thứ hai của Connecticut, và cũng là một phụ nữ bị khuyết tật, đã gửi chứng từ bằng văn bản gửi qua email cho tất cả các thành viên của Ủy ban Y tế Công cộng. Trong chứng từ, được chuyển đến CNA bởi nhóm Second Thought Connecticut, cô Ludlum giải thích rằng ngôn ngữ của dự luật khiến người khuyết tật gặp nguy hiểm. Cô nói, một thực tế phũ phàng, người khuyết tật sẽ là hậu quả hệ lụy của bất cứ phương pháp tự lựa chọn cái chết nào. Nhiều người trong chúng ta bị khuyết tật nghiêm trọng và rõ ràng bị các bác sĩ thường xuyên nghĩ là đã đến giai đoạn cuối, lúc mà cái chết
đã đến rất gần. Cô cũng cho biết những định nghĩa trong dự luật này cũng có nghĩa là bản thân cô sẽ được xem là người bệnh nan y, mặc dù cô không bị như vậy. Phần xác định bệnh nan y ở giai đoạn cuối, đó là giai đoạn của một tình trạng y khoa không thể chữa khỏi và không thể thay đổi được mà một bác sĩ dự đoán theo phán đoán y khoa hợp lý sẽ gây ra cái chết cho bệnh nhân trong vòng 6 tháng. Cô Ludlum đã chỉ rõ trong đó không có chỗ nào nói rằng có hoặc không có sự điều trị. Hầu hết mọi người cho rằng luật này là dành cho những người đã dùng hết tất cả các lựa chọn điều trị. Nhưng thật ra không phải là như vậy. Cô Cathy giải thích rằng cô được nuôi bằng ống truyền dinh dưỡng và cần hỗ trợ hô hấp khi ngủ. Cô nói, nếu không có những phương pháp điều trị này, tôi sẽ không sống được 6 ngày, chứ đừng nói chi 6 tháng. Điều gì để ngăn cản những người như tôi tìm đến văn phòng bác sĩ và nói, tôi đã hết cách chữa trị rồi, tôi sẽ dừng tất cả các điều trị của tôi. Một người điển hình như trong tình huống này sẽ không được phép tự sát. Và thay vào đó, họ nên nhận được những tư vấn. Cô Ludlum lo ngại rằng những ai đó bị khuyết tật sẽ có nhiều khả năng nhận được những cái gật đầu đồng ý như vậy. Kính thưa quý vị, hiện có 16 tiểu bang khác trên toàn quốc Hoa Kỳ đang trong quá trình thông qua luật tương tự, bao gồm tiểu bang Maryland và tiểu bang Nevada. Các thành viên của Ủy ban Tố tụng Tư pháp tại Thượng viện Maryland đã phê chuẩn End of Life Option Act, dịch là đạo luật lựa chọn kết thúc cuộc sống, vào thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2019. Dự luật đã được thông qua Hạ viện tiểu bang hồi đầu tháng 3 tại tiểu bang Nevada. Thượng viện tiểu bang đang cứ xét đạo luật SB 165 cho phép các bác sĩ kê đơn thuốc trợ tử cho bệnh nhân mắc bệnh nan y trên 18 tuổi. Dự luật đã được thông qua một phiên họp của Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh và Sức khỏe Thượng viện tiểu bang. Dự luật đó, tương tự như ở Connecticut, định nghĩa tình trạng nan y là một tình trạng không thể chữa khỏi và không thể thay đổi bằng bất kỳ liệu pháp hoặc điều trị y tế hiện tại nào. Và theo ý kiến của bác sĩ đang điều trị, sẽ dẫn đến tử vong trong vòng 6 tháng. Thưa quý vị, cũng giống như Connecticut, dự luật không nêu rõ liệu cái chết sẽ xảy ra khi được hoặc không được điều trị. Thưa quý vị, có thể nói, đạo luật trợ tử cho người mắc bệnh nan y là một trong những thách đố cho niềm tin của người Kitô hữu. Thay vì tin tưởng, phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, thì sự hợp pháp tự định đoạt kết thúc cuộc đời của mình trước những khó khăn tưởng chừng quá sức đã là một cám dỗ đẩy chúng ta ra xa, quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa. Xin cầu nguyện cho nhau luôn biết can đảm chọn Chúa là cùng đích của đời mình. Một nhóm gồm 18 khoa học gia và nhà sinh học từ 7 quốc gia đã kêu gọi một lệnh cấm toàn cầu về việc thử nghiệm chỉnh sửa DNA của con người để tạo ra những đứa trẻ biến đổi gen. Cho đến khi cộng đồng quốc tế có thể phát triển và thống nhất để tiến hành theo khuôn khổ một cách có đạo đức. Trong một bài xã luận ngày 13 tháng 3 năm 2019 trên tạp chí Nature, nhóm các nhà khoa học đã thừa nhận rằng nhiều người có niềm tin tôn giáo tìm thấy ý tưởng thiết kế lại sinh học cơ bản của con người tạo ra vấn đề xáo trộn đạo đức và thực hành như vậy có thể gây ra hậu quả xã hội nghiêm trọng. Cách thực hành thay đổi DNA di truyền
được tìm thấy trong tinh trùng người, trứng hoặc phôi thai, được gọi là chỉnh sửa phôi. Nhóm các nhà khoa học đã viết, qua việc cấm toàn cầu, không có nghĩa là chúng tôi muốn lệnh cấm vĩnh viễn. Thay vào đó, chúng tôi kêu gọi thiết lập một khuôn khổ quốc tế, trong đó có các quốc gia, trong khi vẫn có quyền tự quyết định, tự nguyện cam kết, không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng chỉnh sửa phôi thai nào, trừ khi đã đáp ứng một số điều kiện nhất định. Theo đó, các điều kiện để một quốc gia phải hội đủ là nên bao gồm thông báo công khai về ý định tham gia chỉnh sửa mầm phôi thai và tư vấn với các quốc gia khác về sự khôn ngoan của việc làm này, cũng như việc dùng 2 năm để xác định có sự đồng thuận rộng rãi của xã hội về việc chỉnh sửa mầm phôi thai xem có phù hợp hay không. Thêm vào đó, theo nhóm các nhà khoa học, nên thành lập một cơ quan điều phối cung cấp thông tin và báo cáo về sự chỉnh sửa gen này, có thể đặt dưới sự giám sát của Tổ chức Y tế Thế giới. Lời kêu gọi lệnh cấm này được đưa ra giữa những câu hỏi đạo đức xung quanh tuyên bố của ông Khưa Jiankuji, một nhà sinh lý học Trung Quốc, khi cho biết đã tạo ra những đứa trẻ biến đổi gen đầu tiên vào cuối năm ngoái. Ông Khưa Jiankuji cho biết mục tiêu của ông là chỉnh sửa phôi để cung cấp cho họ khả năng chống nhiễm HIV bằng cách vô hiệu hóa gen CCR5 đã cho phép HIV xâm nhập vào tế bào. Ông cũng nói rằng ông đã sử dụng một công nghệ được gọi là CRISPR để chỉnh sửa các phần bộ của gen của người, thực hiện quy trình trên phôi thai người. Công nghệ với một cách chọn lọc, cắt tỉa các khu vực của bộ gen và thay thế nó bằng các chuỗi DNA theo mong muốn. Trước đây đã được sử dụng cho người trưởng thành và các loài khác. Công nghệ CRISPR gần đây chỉ được sử dụng để điều trị các bệnh chết người ở người lớn và các thí nghiệm hạn chế đã được thực hiện trên động vật. Trong một bức thư có chữ ký của 120 nhà khoa học Trung Quốc, ông Khưa đã bị lên án vì đã lờ đi các hướng dẫn đạo đức. Bức thư gọi việc chỉnh sửa gen là một Pandora box, ý nói một hộp mà ta không biết có những gì trong đó, và nói nhận xét về đạo đức y sinh học cho cái được gọi là nghiên cứu này chỉ là cái tên mà thôi. Tiến hành các thí nghiệm trực tiếp trên con người chỉ có thể được mô tả là sự điên rồ. Khoảng 30 quốc gia trên thế giới, gồm có cả Hoa Kỳ, đã có luật trực tiếp hoặc gián tiếp cấm chỉnh sửa mầm phôi. Nghiên cứu của CRISPR về phôi hiện bị cấm nhận tài trợ của liên bang, nhưng họ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tài trợ tư nhân. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nghiên cấm chỉnh sửa gen phôi trên người có khả năng phát triển. Điều đó có nghĩa là bất kỳ phôi người nào đã sửa đổi gen cũng phải bị bỏ đi, thay vì kéo dài thai kỳ đến khi sinh. Trong khi Dignitas Personae, một hướng dẫn năm 2008 về một số câu hỏi đạo đức nhất định, Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng trong khi liệu pháp gen tế bào về nguyên tắc là đạo đức, thì vì những rủi ro liên quan đến liệu pháp tế bào mầm là đáng kể và chưa thể kiểm soát hoàn toàn được trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, không được phép hành động theo cách có thể gây ra tác hại, có thể xảy ra đối với thế hệ con cháu. Bản hướng dẫn cũng cảnh báo về tâm lý thế hệ hậu sinh nhằm mục đích cải thiện nguồn gen. Thêm vào đó, có thể có sự kỳ thị và đặc quyền áp dụng cho những người có phẩm chất di truyền nhất định, khi những phẩm chất đó không tạo thành con người cụ thể. Theo ông John DiCamillo, một nhà đạo đức học tại Trung tâm Đạo đức Sinh học Công giáo Quốc gia,
việc chỉnh sửa gen tế bào soma có thể hợp pháp về mặt đạo đức khi được sử dụng cho mục đích trị liệu trực tiếp cho một bệnh nhân cụ thể. Và nếu chúng ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ hạn chế bất kỳ thay đổi nào đối với người này. Ông đã chỉ ra các thử nghiệm liệu pháp gen đối với các bệnh rối loạn như bệnh hồng cầu hình liềm và ung thư, cho thấy có triển vọng điều trị các rối loạn khó khăn. Và ông nói, tuy nhiên, việc chỉnh sửa tinh trùng, trứng hoặc phôi sớm cho đến nay vẫn là mối quan tâm nghiêm túc. Chỉnh sửa tinh trùng và trứng đòi hỏi phải loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể con người. Nếu thụ thai đạt được với các tế bào này, nó gần như luôn luôn thông qua các phương pháp ống nghiệm. Việc thực hành thụ tinh trong ống nghiệm này được giáo hội xác quyết là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức, bởi vì nó tách rời việc sinh sản khỏi bối cảnh cá nhân toàn diện của hành vi vợ chồng. Thưa quý vị, qua sự kiện này, có thể thấy khoa học ngày nay đã có những tiến bộ vượt bậc. Có những khám phá mang đến ích lợi cho con người, nhưng cũng có những phát minh đẩy con người quay lưng lại với Thiên Chúa và Giáo hội. Thiên Chúa cho con người có trí khôn, nhưng khi có trí khôn, người ta lại quên mất có Thiên Chúa. Thật là đáng buồn. Xin lòng nhân từ của Chúa luôn thay đổi trái tim bội bạc của con người. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi Chuyện đời, Chuyện đạo của Tin Vui Media. Kính chúc quý vị một tuần lễ đầy ơn lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.